Các bạn sẽ móc cho mình một hàng móc xích bằng 8 mũi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Sau đó móc vào chân của mũi móc xích thứ năm. Móc vào chân của mũi móc xích thứ năm một mũi kép. Ở ba chân còn lại, các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi kép. Tiếp đó, xoay mặt, móc 4 mũi xích, 1, 2, 3, 4 mũi. Sau đó, các bạn sẽ móc vào trong mũi móc xích này một mũi đơn. Tiếp đó, xoay mặt, móc 3 mũi xích. 1, 2, 3 mũi. Ở trong ô này, các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi kép. 1, 2, 3 mũi. Các bạn sẽ móc vào bên trong của mũi móc xích này một mũi kép. Tiếp đó, xoay mặt, móc lên 4 xích. Sau đó các bạn lại móc vào bên trong chân bên trong của mũi móc xích thứ 3 này. Các bạn sẽ móc vào đó cho mình một mũi đơn. Sau đó lại xoay mặt và lên 3 xích. 1, 2, 3. Ở trong ô này, các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi kép. 1, 2, 3 mũi và một mũi móc kép vào bên trong của hàng móc xích này. Tiếp đó các bạn lại xoay mặt và móc 4 xích. Rồi một mũi đơn vào bên trong của mũi móc xích đầu tiên, cuối cùng này. Mũi móc xích cuối cùng ở cái hàng móc xích này. Sau đó các bạn lại móc lên 3 mũi móc xích và 3 mũi kép vào trong ô này. Sau đó một mũi kép vào bên trong của mũi xích này. Các bạn lặp lại như vậy cho tới khi được một chiều dài vừa ý. Chúc các bạn thành công.